chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ, thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục Chuyện lạ của ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Dân mạng truy tìm danh tính cô gái bán ổi xinh đẹp nhất mạng xã hội hôm nay. Thường thì muốn buôn may bán đắt, ngoài chất lượng sản phẩm hay dịch vụ thì nhân viên cũng là yếu tố tiên quyết. Đó chắc hẳn là lý do mà một sạp bán ổi ở Đài Loan mới đây bỗng chốc hút khách vô cùng, dù nó thực chất có quy mô khá nhỏ. Hỏi ra mới biết nguyên nhân những ngày gần đây khách cứ nườm nượp ghé thăm và mua ổi ở đây tất cả đều là bởi cô bán ổi. Nổi bật giữa những túi ổi đã được cắt gọt gọn gàng ngon lành là một cô gái với ngoại hình xinh xắn, làn da trắng như phát sáng và dáng người cũng cực thu hút. Và như mọi lần khác, những cư dân mạng nhanh tay đã lập tức lao vào công cuộc tìm kiếm info cô gái được mệnh danh là hot girl bán ổi này. Được biết cô gái có tên là Pia, năm nay 18 tuổi đến từ Tân Trúc, Đài Loan. Công việc chính của Pia là người mẫu kim streamer. Không những thế, cô nàng còn là hot girl vốn đã có danh tiếng trên mạng xã hội, với trang cá nhân có hơn 180.000 lượt follow. Việc chụp mẫu cũng như là stream game và giao lưu cùng với fan khá bận rộn, áp lực và tốn nhiều thời gian, nhưng chỉ cần rảnh rỗi, Pia đều thanh thủ về nhà thăm gia đình, đồng thời phụ giúp mẹ ở sạp bán ổi. Đó là nguyên nhân mà những bức ảnh hot girl bán ổi như trên đã ra đời. Dù không phải lúc nào cũng có mặt tại sạp hoa quả, nhưng Pia vẫn giúp cho bố mẹ thu hút được một lượng lớn khách hàng, đặc biệt là các khách nam. Ai cũng tò mò và muốn diện kiến trực tiếp nhan sắc của cô nàng xinh đẹp này. Không chỉ có gương mặt khả ái, nhìn những bức ảnh được Pia đăng tải thì nhiều người còn phải xuýt xoa trước thân hình của cô. Dù vóc dáng khá nhỏ nhắn, cũng không quá cao, nhưng Pia là sở hữu body vùng nào ra vùng nấy, đặc biệt là vùng một vô cùng nảy nở. Biết lợi thế của mình là gì, nên Pia cũng thường chọn những trang phục có thể khoe ra được sự quyến rũ. Mẹ trẻ Nghệ An 35 tuổi sinh liền 6 cô con gái gây xôn xao mạng xã hội. Ghi nhớ sinh nhật của 6 người con là việc khá khó khăn với bà mẹ xứ Nghệ. Sinh 6 người con vì lỡ. 35 tuổi là mẹ của 6 cô con gái, chị Chu Kiều Vân quê Cửa Lò Nghệ An khiến nhiều người bất ngờ. Hình ảnh bà mẹ trẻ trung sành điệu như gái còn son đứng cạnh 6 người con thu hút sự chú ý trên khắp mạng xã hội. Chị Kiều Vân lần đầu tiên làm mẹ vào năm 2005, chị sinh đứa con thứ hai vào năm 2007, đứa con thứ ba vào năm 2011 và kể từ đó cứ cách 2 năm chị lại sinh thêm một bé. Đến giờ bé lớn nhất đã 14 tuổi, bé nhỏ nhất vừa tròn 2 tuổi. Bà mẹ xứ Nghệ chia sẻ rằng hành trình sinh con của chị đều xoay quanh một chữ lỡ. Thật ra sinh đến 6 đứa con là điều mà chính tôi cũng không ngờ đến, nhiều khi nhìn các con quây quần bên mâm cơm tôi còn tưởng đang mơ, chị nói. Đầu năm 2005, khi mới về chung một nhà, vợ chồng chị dự định chờ ổn định nhà cửa, kinh tế rồi mới sinh con. Nào ngờ chỉ vài tháng sau đó chị mang bầu. Năm 2007, 2011, 2013, 2015, 2017 cũng vậy. Tất cả các con đến với chị đều là sự bất ngờ. Chị quan niệm rằng con cái là món quà quý giá trời ban nên chỉ cần mang bầu là chị hết lòng sinh ra và nuôi nấng chứ chưa từng có ý định bỏ. Chị Vân nói rằng, mọi người nói vợ chồng tôi cố con trai nên mới đẻ tận 6 đứa thì không phải. Thật ra khi siêu âm, bé thứ ba biết là con gái, tôi có buồn và khóc nhưng chồng động viên, con gì chả được sao phải phân biệt, thì tôi không bao giờ lăn tăn nữa. Đi siêu âm biết là con gái giống như thói quen, quá bình thường. Bà mẹ trẻ chia sẻ rằng may mắn lớn nhất của đời chị là có chồng và gia đình tâm lý. Sinh con một bề, chị bị người ngoài gièm pha không ít. Có người còn nói sau lưng rằng chị không biết đẻ con trai. Thế nhưng gia đình chồng thì khác, luôn động viên chị, con gái là tài sản quý giá, không phân biệt giới tính. Việc mang thai và sinh nở của chị Kiều Vân khá nhẹ nhàng. Mang thai 5 người con đầu tiên, chị đều không bị nghén, vẫn khỏe mạnh, làm việc bình thường cho đến tận lúc sinh. Chị sinh con nhanh và cả hồi phục sức khỏe sau sinh cũng nhanh chóng. Nhưng khi mang thai người con thứ 6 thì khó khăn ập đến. Bầu tháng thứ 6, tôi bị ra máu, ra rất nhiều. Bác sĩ nói mất quá nhiều máu thế này, tính mạng của mẹ cũng gặp nguy hiểm, có thể phải mổ gấp bỏ con để cứu mẹ. Tôi hoảng loạn, sợ hãi. May sao khi chuyển viện tuyến trên thì được cấp cứu kịp thời, mẹ ổn định mà vẫn giữ được con.
Có điều suốt thời gian dài tôi phải nằm yên một chỗ, hễ thấy ra máu là phải vào viện cấp cứu ngay lập tức, chị kể lại. Đến khi ấy chị Vân càng hiểu rõ sinh con vất vả, nguy hiểm thế nào và càng trân trọng hơn gia tài con cái, quý báu đang có được. Bí quyết hạnh phúc của bà mẹ đông con. Là mẹ của 6 người con đã là điều đặc biệt lắm rồi, nhưng chị Kiều Vân còn được ngưỡng mộ nhiều hơn ở những điều khác như nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, phong cách sành điệu, cuộc sống giàu có và sang chảnh. Chị hoàn toàn không phải tuýp phụ nữ quanh quẩn ở nhà chăm con. Chị vẫn kinh doanh, vẫn làm ra tiền, vẫn vun vén cho gia đình hạnh phúc đủ đầy. Chị bảo rằng bản thân chẳng có bí quyết gì đặc biệt. Chỉ là chị may mắn có được người chồng biết san sẻ và hai bên gia đình nội ngoại yêu con, thương cháu. Mỗi sáng, hai người con lớn của chị tự ăn sáng và đến trường. Chồng chị dậy sớm đưa đứa con thứ ba đến lớp. Chị ở nhà sửa soạn cho hai đứa con thứ tư và thứ năm rồi đưa đến trường mầm non. Bé út chị nhờ người giúp việc chồng giúp. Thời gian các con đi học, chị tranh thủ đi chợ, chuẩn bị thức ăn cho cả nhà. Sau đó lo chuyện kinh doanh buôn bán, cà phê với bạn bè và làm đẹp cho mình. Từ trước đến nay, chị đều thống nhất một quan điểm là phải dạy con tự lập, biết yêu thương, nhường nhịn nhau, nên các con đều có ý thức lo cho bản thân, lại hiếm khi xảy ra chuyện tranh giành cãi vã. Chị chia sẻ rằng, tôi rất nghiêm khắc với con, không nuông chiều theo ý thích của con, không có chuyện con ăn vạ thì sẽ đáp ứng. Tôi có thể cho con ăn ngon, mặc đẹp nhưng phạt nặng khi con hư, tụi nhỏ dường như nhìn nhau để học hỏi nên rất ngoan. Nhưng việc có 6 người con cũng khiến chị Vân gặp phải một vài rắc rối nhỏ như việc ghi nhớ lịch học thêm, thói quen, sở thích của các con. Đôi lúc ngay cả sinh nhật của con, chị cũng phải dành vài phút suy nghĩ mới nhớ hết được. Bí quyết sắp xếp thời gian của bà mẹ trẻ, mua thời gian của người khác, chị thuê hai giúp việc, nhờ họ trông nom nhà cửa để hai vợ chồng có thời gian nghỉ ngơi, làm việc và chơi với các con. Cũng nhờ thế chị có thời gian quan tâm đến nhan sắc của bản thân. Chị nói rằng, ai cũng bảo tôi càng sinh con thì càng trẻ, không biết có phải mỗi lần sinh con thay máu nên ít bệnh tật và trẻ ra không. Hơn nữa tôi nghĩ với phụ nữ thì tư tưởng là quan trọng nhất. Tôi may mắn có người chồng yêu thương vợ con hết mực, luôn khiến vợ vui vẻ, hạnh phúc. Phụ nữ cần gì đâu, cứ đủ tình yêu và thoải mái thì sẽ đẹp thôi. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.